안녕하세요. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Hàn Tôi Yêu Mỗi Ngày mùa 4 được phát trên kênh Facebook và YouTube của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc. Mình là Hải Anh, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình mùa 4 với chủ đề Học tiếng Hàn qua ngữ cảnh văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một hoạt động thường xuyên diễn ra ở các doanh nghiệp. Không biết các bạn có thể đoán được hoạt động đó là gì không ạ? Vâng, đó chính là việc tham gia vào các cuộc họp ở doanh nghiệp. Các cuộc họp ở công ty thường có nhiều loại như họp nội bộ doanh nghiệp hay họp với đối tác của doanh nghiệp khác. Đặc biệt, các cuộc họp nội bộ doanh nghiệp thường xuyên được tổ chức với nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như họp báo cáo công việc hàng tuần hay gọi tắt là họp lên kế hoạch về dự án, vân vân. Sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi một tình huống liên quan đến cuộc họp nội bộ ở doanh nghiệp nhé. 자, 회의 시작합시다. A 팀장부터 업무 보고하시죠. 네, 이번 11월에 출시할 제품에 대해 저희 팀은 포스터와 홍보 영상을 기획 중이며 내일 최종안이 나올 예정입니다. 그래서 오늘 최종 디자인과 영상 대본 확장에 앞서 몇 가지 조정할 부분이 있어 팀 미팅을 진행할 예정입니다. 그래요. A팀장 내일 최종 기획안이 확정되고 나면 관련 자료 이메일로 공유해 주세요. 네, 알겠습니다. B팀장은요? 새로운 프로젝트 잘 진행되고 있죠? 네, 계획대로 진행 중입니다. 프로젝트에 들어갈 아이템은 다 정해졌나요? 네, 오늘 안에 아이템 리스트를 정리해서 주야본 보내드리겠습니다. Trong tình huống họp nội bộ công ty, người chủ trì sẽ bắt đầu cuộc họp bằng câu nói 자, 회의 시작합시다. Nào, chúng ta bắt đầu họp thôi. Như các bạn thấy, cuộc họp sẽ được dẫn dắt bởi người chủ trì bằng cách mời nhân sự liên quan trình bày theo thứ tự. Ví dụ, A팀장부터 업무 보고하시죠. Bắt đầu từ trưởng phòng A sẽ báo cáo công việc nhé. Sau đó, B팀장은요. 새로운 프로젝트 잘 진행되고 있죠? Còn trưởng phòng B, dự án mới đang chạy tốt chứ? Sau đây là một số cách diễn đạt mà mọi người thường sử dụng khi trình bày hoặc báo cáo về công việc của mình phụ trách. 저희 팀은 포스터와 홍보 영상을 계획 중이며 내일 최종안이 나올 예정입니다. Nhóm của chúng tôi đang lên kế hoạch cho poster và video quảng cáo. Dự kiến ngày mai sẽ có bản thảo cuối cùng. 새로운 프로젝트는 계획대로 진행 중입니다. Dự án mới đang triển khai đúng theo kế hoạch. 오늘 안에 아이템 리스트를 정리해서 취합본을 보내드리겠습니다. Chúng tôi sẽ tập hợp danh sách các hạng mục trong ngày hôm nay và gửi sếp bản tập hợp ạ. 최종 기획이 확정되고 나면 관련 자료를 이메일로 공유하겠습니다. Nếu bản kế hoạch cuối cùng được chốt, thì chúng tôi sẽ chia sẻ tài liệu liên quan qua email. Không biết khi bạn mới vào làm việc ở công ty và lần đầu tiên được tham gia trong một cuộc họp, bạn có lo lắng, băn khoăn về vị trí chỗ ngồi của mình hay không? Vậy sau đây chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu về cách sắp xếp vị trí chỗ ngồi trong cuộc họp nhé! Trong thực tế, cách sắp xếp cuộc họp sẽ phụ thuộc vào thành phần tham dự, huế chăm sóc trà và bố cục của phòng họp, huế xin khu trổ. Trong trường hợp bàn họp là bàn chữ nhật hay bàn chữ U, thì người có chức vụ cao nhất sẽ ngồi ở đầu bàn, đối diện với màn hình máy chiếu. Đây được gọi là vị trí tốt nhất trong phòng họp, sang sóc. Sau đó, các vị trí còn lại sẽ được sắp xếp ở hai bên theo thứ tự cấp bậc nhỏ dần. Nghĩa là nếu bạn là nhân viên mới thì vị trí của bạn ngồi sẽ là phía cuối bàn đó. Trong trường hợp không đủ chỗ trên bàn chính, các phòng họp sẽ thường bố trí thêm ghế ngồi ở hai bên để những người không tham gia phát biểu trực tiếp trong buổi họp có thể tham dự. Sau đây cô Hải Anh xin được chia sẻ với các bạn một số những lưu ý nho nhỏ khi tham gia vào các cuộc họp tại doanh nghiệp Hàn Quốc. 회의 시작 10분 전에 미리 도착하여 착석한다. Nghĩa là không đi muộn nên đến sớm có mặt tại phòng họp từ 5 đến 10 phút.
보고하는 사람의 말을 경청하고 중요한 내용을 메모한다. Tập trung lắng nghe và ghi chép lại những nội dung quan trọng cần thiết. 사적인 일을 하지 않는다. Nghĩa là không nên làm việc riêng trong quá trình tham gia cuộc họp. 핸드폰을 진동 모드로 설정해 놓는다. Để điện thoại ở chế độ rung. 간결하게 대답하거나 의견을 제시한다. Trình bày ý kiến hoặc trả lời câu hỏi một cách ngắn gọn và súc tích. Thời lượng chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng những nội dung được chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp ích một phần nào đó với các bạn, nhất là những bạn mới bắt đầu đi làm ở công ty Hàn Quốc. Hãy ấn like và thường xuyên theo dõi chương trình Tiếng Hàn Tôi Yêu Mỗi Ngày Mùa 4 được phát sóng trên kênh Facebook và YouTube của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!